cô gái đến phòng tập quyền anh. Cô vừa tạo được dáng đứng thì đã bị đá bay ra. Còn tên đàn ông đằng sau lại nhân cơ hội sàm sỡ cô. Đúng là xinh xắn đáng yêu quá. Cô không chịu thua kém lập tức ra đòn phản công. Nhưng tên thối tha này lại không biết thương hoa tiếc ngọc. Hóa ra, đây chính là một phòng tập quyền anh chuyên đào tạo sát thủ. Là cô gái duy nhất ở đây nên tất cả công việc bẩn thỉu cô phải làm hết. Nhưng cô vẫn không chịu rời khỏi đây. Chính là vì muốn trở nên mạnh mẽ để báo thù cho cha. Cô tên là Jun Ji-woo. Một tháng trước cô vẫn là một cô học sinh lớp 10. Bởi vì ba cô là tội phạm bỏ trốn bị truy nã nên lúc nào cảnh sát cũng ở cửa nhà quan sát cô. Ngoài ra, cô không chỉ bị các bạn học cô lập mà giáo viên cũng khuyên cô nên bỏ học. Cuộc sống như vậy như ép cô đến bước đường cùng. Đến khi cô quay lại phòng học, cảm xúc của cô cuối cùng bị bộc phát. Này là bột mì phải không? Mau báo cảnh sát đi, đáng sợ quá hả? Sao cậu có thể mang thứ này đến trường chứ hả? Đối diện với sự cười nhạo của bạn học, lần này Ji-woo không muốn nhịn nữa. Thế là cô cầm gói bột mì trên bàn ném thẳng vào mặt cô bạn học. Bạn học cô nào có chịu được điều này? Cô ỷ mình có ưu thế về thể hình, một tay đẩy Ji-woo đến tường. Sau đó hai người đã ẩu đả lẫn nhau. Do Ji-woo từ nhỏ đã học võ nên một hai động tác đã làm cho bạn học phải nể phục. Thấy vậy cô bạn học béo cầm gọt bút chì đi lên. Nhưng Ji-woo lại không chút sợ hãi, một hai giây đã hạ gục được cô bạn. Thấy Ji-woo điên cuồng như vậy, phòng học cũng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Còn cô bạn khi nãy còn kiêu ngạo đã bị dọa đến mức run lẩy bẩy. Con gái của tội phạm sẽ biết đánh nhau như vậy đấy. Sau đó Ji-woo cầm lấy cặp sách rồi ra khỏi phòng học. Lúc này giáo viên nghe thấy tiếng ồn đã chạy đến xem. Còn chưa để cô nói gì, Ji-woo đã lập tức bỏ bảng tên ra đưa cho cô. Em sẽ chủ động thôi học. Trên đường về nhà, Ji-woo lần nữa không sợ xe của cảnh sát. Cô không nói lời nào mà trực tiếp đập vỡ gương hậu của chiếc xe. Rồi cô mới phát tiết hết sự phẫn nộ trong lòng. Này con bé kia làm gì vậy hả? Sao lại làm như vậy? Jun Ji-woo, cô đứng lại cho tôi. Về đến nhà, Ji-woo thấy bánh sinh nhật ở cửa. Cô không chút hề hấn mà thẳng chân đá chiếc bánh đi. Cô biết lần này ba lại tiếp tục thất hứa. Sau đó ba gọi điện thoại cho cô để chúc mừng cô sinh nhật vui vẻ. Lúc này Ji-woo kể hết cho ba nghe những uất ức trong lòng. Thông tin con là con gái của xã hội đen bị lan truyền rồi, cho nên trong trường không ai nói chuyện với con. Ba xử lý việc xong sẽ trở về với con, cho nên con đợi ba chút nữa nhé. Con sẽ không đợi ba nữa, con sẽ coi như ba đã chết, cho nên ba đừng về nhà nữa. Đến đêm muộn, Ji-woo đang ngủ say thì nghe được tiếng mở cửa. Cô đi đến cửa cẩn thận quan sát mới biết đó là ba đã về. Hóa ra, ba vì lời nói của cô nên thấy rất áy náy, nên ông đã bất chấp có thể bị bắt để về nhà. Nhưng điều làm ông không ngờ là, vừa đến cửa thì có một người mặc quần áo đen đi về phía mình. Để bảo vệ con gái, ông đã nắm chặt lấy tay cửa không chịu buông. Ji-woo không mở cửa được, chỉ đành nhòm ra khe hở. Tiếng súng vang lên, ba cô cũng bị thương. Ông cầu xin đừng làm hại con gái, sau đó dùng hết sức lực để phá chìa khóa cửa. Sau đó tiếng súng lại vang lên, ba cô cuối cùng đã ngã xuống. Ji-woo ở bên trong cố gắng mở cửa, cuối cùng cô mở được. Thấy ba nằm trên đất, tim cô như bị xé nát. Cô không thể tin được ngày sinh nhật của cô lại chính là ngày giỗ của ba. Nhìn thi thể lạnh toát của ba, Ji-woo đã hạ quyết tâm nhất định phải tìm ra hung thủ đã hại ba. Lo hậu sự cho ba xong, cô lập tức đến đồn cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát lại không quan tâm gì đến cái chết của ba cô. Cuối cùng vẫn không có ai quan tâm đến cái chết của kẻ bị truy nã. Ji-woo tuyệt vọng nên cô đã tìm đến ông trùm băng đảng ma túy Choi Mu-jin, mà ông ta chính là anh em thân thiết của ba cô trước khi chết. Hắn biết được cô muốn báo thù cho cha nên đã rút con dao găm ra đưa cho cô. Đâm tôi đi, coi tôi là hung thủ rồi đâm đi, đâm đi, đâm đi. Ji-woo bị hành động của Mu-jin dọa sợ liền lùi lại hai bước. Sau đó ông ta liền cho cô một bạt tai để đưa cô về hiện thực. Cuối cùng Ji-woo chỉ đành đau lòng rời đi. Về đến nhà, Ji-woo nhìn chiếc khóa bị gãy rồi rơi vào trầm tư. Tuy nhiên trong lúc này tiếng gõ cửa gấp gáp đột nhiên truyền đến. Cô cẩn thận bước đến trước cửa, nhìn qua khe cửa mới biết là một người mặc quần áo đen. Ji-woo bị dọa đến nỗi không dám kêu thành tiếng. Đến khi hắn đi rồi cô mới dám thở mạnh. Dù phía cảnh sát và ông Choi đều không muốn giúp cô, nhưng Ji-woo vẫn không từ bỏ việc tìm hung thủ. Cô cầm tờ nhãn dán tiền thưởng rồi đi khắp các ngõ nguy hiểm. Rất nhanh đã có thông tin gửi đến. Hóa ra mấy tên xã hội đen vì tiền thưởng nên đã lừa Ji-woo đến. Chúng không chỉ lấy mất tiền thưởng mà Ji-woo chuẩn bị, mà còn động tay động chân với cô. Ji-woo ra sức phản kháng. Cuối cùng cô bị đánh ngất rồi đưa lên cốp xe. Cũng may lúc này ông Choi đã xuất hiện để cứu cô. Ông khuyên Ji-woo hãy từ bỏ đi, nhưng cô vẫn một mực muốn báo thù cho ba, bởi vì cô cảm thấy cô đã hại chết ba. Thấy Ji-woo kiên định như vậy, ông ta nói với cô, nếu như cô thật sự muốn báo thù cho ba, đầu tiên cô phải biến bản thân mạnh lên. Cứ như vậy Ji-woo đã được ông Choi đưa đến phòng tập quyền anh. Ở đây ngoài cô là con gái ra, tất cả đều là con trai như hổ với sói. Người mới như Ji-woo không những phải giúp con trai ở đây nhặt bao tay, lau nhà, mà còn bị trêu ghẹo mấy trò hèn hạ là điều không tránh khỏi. Nhưng dù như vậy cũng không thể làm lay động lòng quyết tâm báo thù của cô. Ngày ngày cô đều khổ công luyện tập, chỉ vì muốn tìm được cơ hội trổ tài năng với băng đảng. Ông Choi thấy cô như vậy liền chủ động tìm gặp cô. Thái độ cô như vậy thì đừng hòng đánh thắng. Cô đừng nghĩ chiến thắng được hắn ta.
mà hãy nghĩ làm thế nào giết được hắn ta. Nghĩ cô phải giết được hắn, phải dùng tâm thế như vậy để đánh. Đừng nghĩ dùng bạo lực để phản công. Dù cô luyện tập thế nào, sức lực của cô cũng không thể bằng hắn. Vậy cô phải làm thế nào? Tấn công điểm quan trọng. Thái dương, nhân trung, hàm, ngực, còn có cơ quan sinh dục. Ông Choi nói xong liền bỏ áo vest ra để tập luyện cùng cô. Dưới sự hướng dẫn của ông Choi, Ji-woo tiến bộ thần tốc, rất nhanh đã tìm ra được điểm yếu của đối phương. Chu có ổn không? Đợt phản công này rất đúng vị trí. Rất nhanh đã đến ngày tổ chức thi đấu của băng đảng Đông Trơn. Tất cả các tuyển thủ đều bị nhốt trong cửa sắt. Ở đây không phân phe cánh cũng không phân biệt giới tính càng không phân giới hạn. Chỉ cần trụ được đến cuối, không những được nghỉ một tuần mà còn được tiền thưởng 20 triệu. Cuộc chiến vừa bắt đầu, nhưng Ji-woo khổ công luyện tập quả nhiên sức chiến đấu như tăng gấp đôi. Không những đánh trả mà còn đánh một cú chí mạng. Dựa vào cú đánh của phía nam, cô không hề chùn lại. Qua được mấy phút, người có thể đứng lên chỉ còn Dogang Jae và Ji-woo. Theo quy định chỉ cần có người chưa bị gục thì phải đánh đến cuối cùng. Nhưng lúc này hai người đều đã giương súng sẵn sàng. Để đạt được chiến thắng cuối cùng, hai người đều phải nỗ lực hết mình. Dần dần Gang Jae đã chiếm được thế thượng phong. Hắn dùng dây sắt để khống chế Ji-woo. Ông Choi lúc này ở bên cũng căng thẳng đứng lên. Ji-woo cũng khó khăn lắm mới thoát khỏi dây xích. Lúc này cô đã cố gắng hết sức, nhưng Gang Jae lại đẩy văng cô sang bên rồi ngã ra đất. Thấy Ji-woo chắc chắn đã thua, nhưng lúc này cô đã nhanh chóng thoát được cú đá chí mạng. Lúc đó Gang Jae lại phản công lần nữa, Ji-woo liền nắm chặt tay trái của hắn không buông, sau đó dùng hai chân khóa chặt, sau đó xoay 360 độ hãm chân hắn trên đất. Cuối cùng Ji-woo liền ném một cú qua vai. Dogang Jae chậm chậm đứng lên để phản kháng lại, nhưng lại bị Ji-woo cho một cước ngã ra đất hôn mê bất tỉnh. Như vậy Ji-woo đã trở thành người chiến thắng cuối cùng. Dogang Jae sau khi bị Ji-woo đánh bại đã bị bạn cùng phòng trêu ghẹo, thế nên cậu đã sinh lòng hận Ji-woo. Nhân lúc cô đang tắm, cậu đã lén lút bỏ thuốc xuống cốc nước của cô. Nhưng lúc này Ji-woo không hề có chút phòng bị, cầm cốc nước uống hết một nửa. Sau đó tầm nhìn của Ji-woo dần dần bị mơ hồ, rồi ngã xuống giường. Mà lúc này Dogang Jae đưa bạn cùng phòng đến phòng của Ji-woo. Ji-woo mơ hồ thấy Gang Jae xuất hiện trước mặt mình rồi làm chuyện đồi bại với cô. Cô cố gắng phản kháng làm cho hũ cho cốt bị vỡ. Ji-woo cố gắng đến bên cạnh nhặt mảnh vỡ lên. Cô cố dùng lực nắm chặt mảnh vỡ để bản thân tỉnh táo. Lúc này Gang Jae phẫn nộ lập tức xông vào. Kết quả lại bị Ji-woo dùng miếng sành rạch vào chân. Ji-woo đã nhân cơ hội chạy ra ngoài, nhưng Gang Jae lại đuổi theo cô. Cũng may Ji-woo đã dùng mảnh vỡ cứa vào ngực hắn. Lúc hắn đang chuẩn bị ra tay bằng búa có người đã kịp đến. Hóa ra ông Choi sớm đã lường trước sẽ có chuyện này xảy ra. Chỉ là ông không ngờ người đó lại là Gang Jae, người ông xem trọng nhất. Tôi chỉ muốn dạy cô ấy bài học thôi. Cô ta là người tôi đích thân đưa đến. Cậu không nên động đến cô ta. Tiếp theo hắn sẽ phải đối diện với hình phạt, chính là bị cắt tay chân hoặc là bị rạch mặt, rồi sau đó sẽ bị đẩy ra khỏi tổ chức. Ông Choi để cậu tự lựa chọn hình phạt. Thấy Gang Jae mãi vẫn không chịu trả lời, Choi Mu-jin liền đi lên lựa chọn thay cậu, sau đó dùng dao rạch mặt cậu. Rất nhanh một vết thương đã xuất hiện trên mặt Gang Jae. Nhưng lúc này Mu-jin vẫn chưa biết một phút mềm lòng hôm nay sẽ gây ra nhiều phiền phức như nào. Sau đó ông ta tìm đến Ji-woo nói cho cô biết suýt chút nữa cô đã bị Gang Jae giết. Vì vậy He-jin sẽ là thân phận mới của cô. Sau đó lấy khẩu súng đã giết chết ba cô ra giao cho cô. Người đó là ai? Đây là khẩu súng của cảnh sát. Người giết chết ba cô chính là cảnh sát. Hãy tìm đến hắn, rồi giết hắn đi. Ji-woo vì báo thù cho cha, 3 năm sau đã thay tên đổi họ để thâm nhập đội cảnh sát làm gián điệp. Hình xăm trên ngực cô đã nhắc nhở cô, nếu phản bội tổ chức cô sẽ bị giết ngay tức khắc. Rất nhanh lại trôi qua 2 năm. Lúc này Ji-woo đã trở thành thành viên của đơn vị chống tội phạm. Tối nay cô và đồng nghiệp đến một hiện trường buôn bán ma túy. Nhìn qua tấm kính, cô thấy một người đàn ông rất đẹp trai đang thực hiện giao dịch với ông chủ đối tác. Mà lúc này Ji-woo cũng nhận được tín hiệu của đồng đội. Đồng đội bảo cô, đội điều tra ma túy đang gài bẫy trong đó. Đối mặt với tín hiệu của đồng đội, Ji-woo giả vờ không nghe thấy. Cô cầm ghế lên đánh vỡ tấm kính. Đương nhiên cô biết người trong đó chính là cảnh sát. Bởi vì nhiệm vụ lần này của cô không được để phía cảnh sát tìm được ông trùm đằng sau. Biết được có cảnh sát đến, hiện trường nhanh chóng hỗn loạn. Sau một hồi hỗn chiến, Ji-woo bắt buộc phải đưa một tên tội phạm đi. Nhưng không ngờ đến, người đàn ông vừa rồi nhanh chóng cản lại cô. Anh nói với cô anh là Jeon Pin-do, là thành viên của đội điều tra ma túy. Nhưng Ji-woo vừa nãy đã phá hỏng kế hoạch điều tra mà họ cất công chuẩn bị 6 tháng. Nhưng cho dù như vậy, Ji-woo vẫn kiên trì muốn đưa người đàn ông này đi. Lúc này cấp trên đã gọi điện thoại đến. Cuối cùng Ji-woo bất đắc dĩ phải giao tên tội phạm này cho Pin-do. Nhưng điều làm Pin-do không ngờ được là đây đều do Ji-woo cố ý làm như vậy. Ngày hôm sau Ji-woo đến đội điều tra ma túy. Hóa ra cô đã nhiều lần xin gia nhập đội. Nhưng điều làm cô không nghĩ đến là năm đó sau khi ba cô bị sát hại, người đàn ông đến gõ cửa lại chính là đội trưởng trước mắt cô. Rất nhanh ông đã nhận đơn xin của Ji-woo. Rõ ràng ông không nhận ra Ji-woo. Nhưng Ji-woo gia nhập đội lại khiến cho đồng nghiệp bất mãn. Bởi vì đội mà Ji-woo gia nhập chính là đội có anh cảnh sát Pin-do hôm qua. Dù trong lòng anh rất bất mãn nhưng đối mặt với sự sắp xếp của cấp trên, anh chỉ có thể nghe lời.
Sau đó hai người được xếp chung một đội đến hiện trường ma túy để điều tra. Nhưng Pindo lại để Ji-u một mình đi vào. Quả nhiên Ji-u vừa bước vào đã bị cản lại. Tôi là cảnh sát đến tìm giám đốc ở đây. Xoài ở đâu? Anh ấy không ở đây, cô mau đi đi. Không ai dạy anh đừng tùy tiện động chân động tay sao? Ji-u lập tức giữ lấy hắn rồi cho vài cước. Nhưng sức lực hắn vẫn mạnh hơn nên cô nhanh chóng bị đánh ngã xuống đất. Sau đó Ji-u rút dao găm ở sau lưng ra đâm thẳng vào hắn. Còn Pindo lúc này ngồi trên xe cũng biết được Ji-u đang bị đánh. Mà mục đích anh làm như vậy là vì muốn cô biết sợ mà rút khỏi đội điều tra. Nhưng điều làm anh không ngờ là tên đó đã bị Ji-u đánh ngã ra đất. Sau đó một đám người lại từ trong đi ra. Ji-u vẫn bình thản lấy gậy ra đánh từng tên một. Rất nhanh Ji-u đã hạ gục được hết. Pindo ở trong xe đợi cô được 8, 9 phút vẫn chưa thấy cô đi ra. Anh lo lắng cô mà bị đánh thê thảm nên anh đã đi vào trong. Đến khi vào trong anh mới phát hiện nằm trên đất đều là mấy tên ác ôn. Hoàn toàn không thấy Ji-u. Sau đó họ đi đến hiện trường ma túy mới thấy Ji-u đã đánh gục hết tất cả tội phạm. Nhìn những hành động này của Ji-u làm cho Pindo bị ngớ người ra. Sau đó Pindo đến bên cạnh anh trai kia hỏi hàng mới giấu ở đâu. Nhưng hắn ta vẫn không chịu thừa nhận. Không có cách nào họ chỉ đành tự tìm kiếm. Chính trong lúc mọi người chưa tìm được gì, Ji-u lại đến bên cạnh nhân viên phục vụ. Cô cầm chai rượu trên gá xuống rồi lắc lắc. Kết quả lại phát hiện, bên trong chính là thuốc mới họ vừa chế tạo ra. Tiếp theo tên buôn ma túy có biệt danh là Xoài bị đưa đến đồn cảnh sát. Sau một hồi tra vấn cuối cùng hắn cũng chịu thành thật khai báo. Anh ta thật sự là một tên rất hung ác. Hóa ra hắn ta không phải ai khác. Chính là người năm đó bị Mujin rạch mặt rồi bị đuổi ra khỏi tổ chức Dogangje. Tự thay bản thân chuẩn bị một bộ vest đi. Tang lễ sắp được diễn ra rồi. Ji-u vì muốn báo thù đã cố gắng đạt thành tích xuất sắc để gia nhập đội điều tra ma túy. Mà nhiệm vụ đầu tiên mà cô nhận chính là bắt tên trùm ma túy Choi Mujin. Nhưng Ji-u chính là thuộc hạ của ông phái vào đội cảnh sát làm gián điệp. Hóa ra một loại ma túy mới vừa được đưa ra thị trường. Điều này làm cho tình hình kinh doanh của ông Choi bị tụt dốc, ép buộc ông không thể không tạo ra loại mới. Thế nhưng hành động này của ông ta sớm đã bị phía cảnh sát để mắt đến. Trước khi hành động để không bị lộ tẩy, cấp trên yêu cầu tất cả thành viên phải nộp lại điện thoại. Nhưng lúc này Ji-u mới biết, lần này mục tiêu bắt chính là ông Choi. Đồng thời cô còn phát hiện, hóa ra cảnh sát sớm đã lắp đặt camera mọi ngóc ngách trong công ty ông Choi. Cũng có nghĩa là trong Đông Trơn cũng có gián điệp của cảnh sát. Ji-u lúc này hoàn toàn không tìm cơ hội thích hợp để thông báo cho ông Choi, nên chỉ có thể hành động theo đồng đội. Rất nhanh họ đã vào được bên trong cabin. Lúc này Ji-u cũng đã tìm được ông Choi. Tình hình lúc này vô cùng căng thẳng. Nếu như không thông báo e rằng ông Choi sẽ khó có thể chạy thoát. Nhưng trong lúc cô đang không biết làm cách nào để thông báo cho ông Choi, Jun Pindo đột nhiên xuất hiện chĩa thẳng súng vào ông Choi. Đúng lúc anh đang chuẩn bị bắt ông ta, một tiếng súng đột nhiên vang lên, tất cả đèn điện đều bị tắt. Thuộc hạ thấy vậy thì lập tức đốt hết thứ trên mặt bàn để hủy hết chứng cứ. Ji-u nghe được lập tức chạy đến. Mà lúc này ông Choi cũng vừa hay nhìn thấy Ji-u. Lúc này các chất hóa học lại phát nổ lần nữa. Đến khi cảnh sát đuổi đến, ông Choi và thuộc hạ đã nhảy xuống biển trốn thoát. Khi cảnh sát đang tìm chứng cứ lại phát hiện khẩu súng chuyên dụng của cảnh sát. Không sai, tiếng súng vừa rồi chính là do Ji-u bắn. Nhưng cô làm như vậy là vì thứ nhất làm hỗn loạn hiện trường để tạo cơ hội chạy trốn cho ông Choi. Thứ hai để xem phản ứng của đội trưởng sau khi thấy khẩu súng này. Bởi vì hung thủ đã dùng khẩu súng này để giết ba cô. Do lần hành động này lại thất bại, đội trưởng Ji-ho nghi ngờ trong đội có mật thám. Cho nên ông đã yêu cầu kiểm tra súng của mọi người. Nhưng súng của họ vẫn còn đầy đạn. Còn ông Choi sau khi trốn thoát thì nổi trận lôi đình. Hắn không thể ngờ được công xưởng mới đổ rất nhiều tiền vào đó. Còn chưa xuất được lô hàng nào đã bị cảnh sát phát hiện. Mà suýt chút nữa hắn với Jung Tae-ju cũng bị bắt. Đi tìm hiểu lý do tại sao lại bị lộ tẩy như vậy. Rõ, nhưng mà tại sao Ji-u lại không thông báo cho chúng ta? Câu nói của Jung Tae-ju làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ Ji-u. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Ji-u lập tức liên lạc với ông Choi và giải thích với hắn ta. Đợt tập kích lần này cô hoàn toàn không biết. Sau đó nói với ông việc cảnh sát lắp camera theo dõi. Ngày hôm sau ông Choi cùng thuộc hạ hủy hết camera giấu kín đó. Cũng vì hành động này của ông Choi, giúp đội trưởng Ji-ho khẳng định nội bộ cảnh sát chắc chắn có gián điệp. Gang Jae đem theo mười mấy tên đàn em xông vào phòng tập. Hô lệnh một tiếng, đàn em liền vung dao gặp ai là giết. Đối phương càng phản kháng mạnh mẽ, Gang Jae lại ra tay độc ác hơn. Mà lý do hắn ta làm như vậy là vì báo thù ông trùm Choi Mujin. Hắn chính là Do Gang Jae, 5 năm trước bị ông Choi hủy dung nhan. Nên hôm nay quay về đây một lần nữa để báo thù. Hắn không những chặt cánh tay của anh em tốt trước đây, mà còn muốn ngồi lên vị trí của ông Choi. Ji-u nhận được cuộc gọi của Tổng cục, mới biết được phòng tập Đông Trơn vừa xảy ra cuộc thảm sát. Khi cô và đồng nghiệp vội vàng chạy đến hiện trường, chỉ nhìn thấy Jung Tae-ju toàn thân máu me ngồi trên xe cấp cứu, nhìn đống lộn xộn trong phòng tập, làm Ji-u rất lo lắng cho ông Choi. Choi Mujin bị giết rồi sao? Nghe câu hỏi của Ji-u, Jun Pindo bị ngây ra một lúc, sau đó lập tức nói với cô hắn ta không ở đây. Bên khác lúc này ông Choi đang xem tình hình diễn ra trên camera. Ánh mắt ông ta đầy sự căm hận, bởi vì ông ta không những phải giao video cho phía cảnh sát,
mà còn phải nghĩ cách đẩy chuyện này đi xuống. Chỉ có như vậy mới đảm bảo sự uy tín cho Đông Trơn. Ngày hôm sau, ông Choi đưa thuộc hạ đến một ngôi chùa để cầu nguyện cho đàn em đã bị chết. Ji-woo vì không yên tâm nên cũng đến đây. Thấy ông Choi vẫn bình an vô sự nên chuẩn bị rời đi. Nhưng điều làm cô không ngờ là trên đường trở về lại gặp đội trưởng và Pindo ở đây. Mà nguyên nhân đội trưởng chủ động tìm đến đây là vì ông cảm thấy sự cố lần này nhất định có liên quan đến ông Choi. Sau đó khuyên hắn ta có thể hợp tác điều tra. Nhưng ông ta không những không hợp tác mà còn buông những lời cay độc. Mày có dùng cách gì cũng sẽ không bắt được tao. Hai ngày sau, phía cảnh sát được truyền đến một thông tin. Thông qua camera cuối cùng đã tìm được kẻ tình nghi. Mà người đó chính là Do Gang-jae. Ji-woo nhìn khuôn mặt quen thuộc trong điện thoại. Tất cả những cảnh không hay 5 năm trước lại hiện về. Lúc này đội trưởng còn điều tra được. Do Gang-jae từng là thành viên của Đông Trơn. Bởi vì vi phạm quy định nên đã bị ông Choi loại ra khỏi tổ chức. Lúc này ông Choi cũng đã biết tất cả chuyện này đều do tên Do Gang-jae gây ra. Đối mặt với sự khiêu khích của Gang-jae, ông ta quyết định lần này phải diệt tận gốc Gang-jae. Còn phía cảnh sát, đội trưởng đã đoán được tên Choi không thể nào ngồi yên được. Thế nên ông đã quyết định thả xoài người từng giúp tên Gang-jae buôn bán ma túy. Lần này nhất định phải thực hiện chiến lược sơn quan hổ đấu, để cho bọn chúng xô sát nhau rồi dần dần sa vào lưới. Nhưng ông không biết Ji-woo chính là gián điệp của tên Choi đó. Mặt khác, Choi Mu-jin đã chuẩn bị xong mọi thứ, chuẩn bị hạ lệnh cho xử lý Gang-jae. Ji-woo lại gửi tin đến. Cô nói với hắn cảnh sát thả tên xoài ra chính là cái bẫy, mục đích là để hai bên xô sát. Thấy vậy, ông ta cũng cho dừng hành động. Mấy ngày sau, phía cảnh sát mãi vẫn không thấy tin tức gì. Đội trưởng mới chợt nhận ra trong đội có gián điệp. Để tìm ra kẻ đó là ai, ông cố ý tiết lộ. Ông đã sắp xếp gián điệp bên tên Choi Mu-jin và đã hẹn tối nay sẽ gặp mặt. Nghe vậy, Ji-woo quả nhiên đã bị lừa. Tối đó cô lập tức lái xe máy đi theo đội trưởng mà không hề hay biết bản thân đã bị mắc bẫy. Thấy sắp biết phát hiện là ai, lại không ngờ đã bị Pindo mai phục trước đó cản lại. Hình như cậu biết tôi là ai, cậu có thể cho tôi xem. Sau đó hai người liền xảy ra ẩu đả với nhau. Thấy bản thân sắp bị lộ, Ji-woo lập tức nhảy lan can chạy thoát. Chính trên đường chạy trốn, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Jung Tae-joo thuộc hạ bên cạnh ông Choi. Đội trưởng nhìn hình ảnh trong tay thì đã đoán được gián điệp có thể chính là Ji-woo. Pindo, cậu nên chú ý đến Hye-jin nhiều hơn. Gang-jae mượn điện thoại của đàn em rồi phóng to ảnh lên, sau đó cười nham nhở. Hóa ra anh ta vất vả tìm cô 5 năm nay, bây giờ lại thay tên đổi họ thành một cảnh sát. Còn bên này, đội trưởng Ji-ho vì nghi ngờ Ji-woo là gián điệp nên đã cử Pindo theo dõi nhất cử nhất động của cô. Nhưng Pindo lại phát hiện cô đang theo dõi tên xoài, nên đã chủ động ngồi lên xe của cô và hỏi cô tại sao lại muốn hành động một mình. Còn chưa kịp đợi cô trả lời, tên xoài đã xuất hiện. Sau đó cô đã đi theo hắn đến một bãi rác. Hai người trèo qua bức tường để đi vào trong, sau đó tìm một chỗ ẩn nấp. Lúc này tên xoài từ xe đi xuống. Sau đó không lâu, một chiếc xe van đi đến, mà người giao hàng chính là Do Gang-jae. Nhưng trong lúc Ji-woo đang hoài nghi tại sao chỉ có một mình hắn, Do Gang-jae lại chỉ tay lên hai người. Lúc này Ji-woo mới biết đã bị rơi vào bẫy. Một đám người đã tấn công hai người. Cuộc chiến bắt đầu. Sau một trận tranh đấu kịch liệt, hai người vẫn không thể địch lại nên đã bị rơi vào tay của Gang-jae. Nhìn Ji-woo thảm hại ngồi trên đất, tên Gang-jae lúc này đã phát rồ. Mau cởi cái này ra, thế nào, mày vẫn không tự tin có thể đánh thắng tao à? Câu nói của Ji-woo thực sự đã làm hắn phẫn nộ. Thấy Ji-woo không chút sợ hãi, hắn liền rút dao chọc vào chân của cô. Lúc này Choi Mu-jin cũng bị mai phục, cũng may ông ta nhanh nhẹn, mười mấy tên sát thủ cũng không thể động đến hắn. Gang-jae biết kế hoạch thất bại nên đã chụp ảnh Ji-woo gửi cho ông Choi, bảo ông ta mau qua đây nhận xác. Sau đó họ bị nhốt vào một chiếc xe ô tô. Xe ô tô bị máy ép xuống. Khi máy ép xuống, chiếc xe nhanh chóng biến dạng và kính vỡ tung. Dù họ có đạp mạnh vào xe thế nào thì cũng vô ích. Ở phía bên kia, Choi Mu-jin đang trên đường đi cứu Jun Ji-woo thì phát hiện xe cảnh sát đang tới. Hai người trong xe chuẩn bị bị đè bẹp ngay lập tức. Rất may Choi Mu-jin đến kịp thời và làm nổ công tắc của máy ép. Thấy cô ấy bình an vô sự, ông ta mới cảm thấy nhẹ nhõm. Khi tiếng còi báo động xe cảnh sát đến gần, Choi Mu-jin chỉ có thể vội vàng rời đi. Jun Ji-woo không bao giờ nghĩ rằng ông ta sẽ mạo hiểm tính mạng để cứu cô. Nhưng khi Pindo chuẩn bị được giải cứu thì máy đột ngột khởi động lại. Jun Ji-woo phát hiện nguyên nhân là do dây trên bảng điều khiển bị đứt. Do đó máy tiếp tục chạy. Thế là cô nhanh chóng giật lấy sợi dây, dùng hết sức kéo mạnh và hét lên. Cuối cùng cỗ máy đã dừng lại ngay thời khắc nó sắp sập xuống. Khi cảnh sát đến hiện trường thì Jun Ji-woo đã cứu được Jun Pindo. Cuối cùng cô cũng không trụ nổi và ngất đi. Do Gang-jae đã ra tay chống lại cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng ra lệnh truy nã hắn ta. Bên kia, Choi Mu-jin đã gọi một nữ trợ lý vì sự an toàn của Ji-woo, đặt vé máy bay cho cô ấy sang một nơi khác để sống, tìm một căn nhà cạnh biển. Được, tôi biết rồi. Hóa ra anh ta làm vậy vì lo Do Gang-jae sẽ bị bắt. Danh tính bí mật của Ji-woo cũng bị lộ. Sau đó anh ta nói với cô về tin tức này. Sau khi nghe được sự sắp xếp của anh, cô đã trực tiếp từ chối. Không thể được. Ji-woo, tôi còn có chuyện cần phải xác nhận. Jun Ji-woo, nghe lời tôi,
mau rời khỏi nơi này. Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Người đàn ông giơ tay đầu hàng. Sau đó một bí mật gây sốc sẽ được tiết lộ. Thấy thân phận bí mật của mình sắp bị bại lộ, Ji-woo đã bắn Do-gang Jae không chút do dự. Hóa ra lần trước hắn ta thất thủ nên Choi Mu-jin đã quyết định báo thù. Họ bắt được một trong đàn em của Do-gang Jae. Sau khi tra tấn dã man thì biết được hắn ta chuẩn bị chuồn ra nước ngoài vào ngày hôm sau. Hắn ta biết Choi Mu-jin sẽ không để yên cho hắn như vậy, nên hắn đã lên kế hoạch dùng cảnh sát để đối phó với Choi Mu-jin. Chẳng bao lâu, cảnh sát trưởng Jung Tae-ju nhận được điện thoại và đầu bên kia là Do-gang Jae. Hắn nói rằng sẽ giúp cảnh sát bắt được Choi Mu-jin và điều kiện đổi lại là phải giúp hắn ta rời khỏi Hàn Quốc. Cảnh sát trưởng nghe vậy liền lập tức đồng ý. Nhưng trong đầu họ đã có những tính toán riêng của mình. Ngày hôm sau khi Do-gang Jae đến bến tàu, cảnh sát trưởng và những người khác đã phục kích sẵn ở đây. Ngay sau đó Choi Mu-jin và đồng bọn của hắn cũng đã đến. Lúc này Do-gang Jae mới biết mình bị cảnh sát chơi đều. Người xưa có câu kẻ thù không đội trời chung. Chẳng bao lâu hai bên đã xông vào đánh nhau. Trận chiến diễn ra Choi Mu-jin cũng tham gia vào. Một số tên trong đó bị thương và một số bị chém chết. Mặc dù có người đã chết nhưng cảnh sát trưởng vẫn chưa ra lệnh hành động. Do-gang Jae biết không thể đánh bại Choi Mu-jin nên đã cố tình dẫn dụ ông ta chú ý sang nơi khác. Cuối cùng cảnh sát trưởng cũng ra lệnh bắt giữ hai người đó lại. Ji-woo nhận được tin tức cuối cùng đến hiện trường. Lúc này Do-gang Jae đã dụ dẫn Choi Mu-jin lên tàu phía trên cao. Nhưng hắn ta không phải đối thủ của Mu-jin. Bị đánh bại, hắn ta liên tục rút lui. Tưởng rằng mình đã thắng nhưng Mu-jin không ngờ Do-gang Jae lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Hắn ta rút ra một con dao găm từ chiếc thắt lưng da của mình ra. Hắn đâm như điên về phía Mu-jin. Lúc này cảnh sát trưởng đứng bên dưới cũng không hề ngăn cản. Bởi vì đây chính xác là mục đích anh ta muốn mượn dao giết người. Thấy Mu-jin sắp bị giết, một tiếng súng chợt vang lên. Ji-woo kịp thời đến cứu. Lại một lần nữa cứu mạng anh. Cô bà anh đứng phía sau mình rồi bảo vệ anh rời khỏi đó. Nhưng không ngờ rằng anh vừa chạy ra khỏi đó thì cảnh sát trưởng đã cầm súng đừng chờ ở dưới. Đúng lúc cảnh sát định bắt anh về đồn thì một chiếc xe hơi sang trọng đâm vào ông ấy. Mu-jin nhân cơ hội nhanh chóng nhảy lên xe rời khỏi đó. Cứ như vậy Mu-jin bỏ trốn ngay trước mắt cảnh sát. Ở phía bên kia Do-gang Jae vẫn rất kiêu ngạo. Bởi vì hắn biết Ji-woo không dám bắn hắn ta. Cô có giỏi thì bắn đi. Cô không dám chứ gì. Cô cho rằng ai cũng có thể giết người ư. Jun Ji-woo mau bỏ súng xuống. Nếu anh ta biết cô là nội gián, cô nghĩ bọn họ sẽ làm gì đây? Nhìn thấy những cảnh sát đang đến, hắn ta càng tin chắc rằng cô không dám nổ súng. Thế là hắn giơ tay đầu hàng. Ngay khi hắn chuẩn bị tiết lộ cô là nội gián thì hai tiếng súng cùng lúc vang lên bắn vào hắn. Ở phía bên kia, Choi Mu-jin đang cố gắng trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Thế là nửa đường thì anh xuống xe, một mình trốn vào trong núi, cuối cùng gục ngã trước cổng chùa. Ngày hôm sau, Jun Ji-woo thực sự đã nhận được bức thư Tae-ju gửi trước đó. Và thứ bên trong là một bức ảnh cảnh sát. Một trong số đó là bố của cô. Tuy nhiên, đúng lúc này, Choi Mu-jin đột nhiên gọi điện đến hẹn gặp mặt. Sau đó, cô đã đến gặp ông ta cùng với bức ảnh. Bố của tôi là cảnh sát sao? Đúng vậy, bố của cô ngày trước là cảnh sát. Là cảnh sát đã phái anh ta đến đây để bắt tổ chức của tôi. Nhưng bố cô đã phản bội họ. Ông ấy đã về phe chúng tôi. Cảnh sát không thể chấp nhận rằng ông ý phản bội họ. Chính vì vậy ông ý đã bị giết. Nghe Min-ju nói xong, cô không khỏi nghĩ tới cảnh ông ta liều mạng cứu mình. Lần này cô đã chọn tin tưởng anh. Cảnh sát trưởng về nhà liền nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Khi ông chuẩn bị rút khẩu súng ra thì một người đàn ông mặc áo đen lao tới, trực tiếp đâm mấy chục nhát dao vào ông. Rất nhanh cảnh sát trưởng đã nằm trong vũng máu. Khi tên sát thủ vừa đi thì Ji-woo đến. Nhìn thấy vết máu trên cửa, cô thận trọng bước nhà. Thật bất ngờ, một phát súng đã được bắn trúng vào tay cô. Thì ra cảnh sát trưởng đang nằm dưới đất đã dùng chút sức lực cuối cùng để nổ súng. Cô nhìn cảnh sát trưởng sắp chết, rút ra một con dao găm và bước tới hỏi ông ta. Ông 5 năm trước đã làm gì với bố tôi? Cảnh sát nghe xong rất bất ngờ. Trực tiếp gọi cô bằng cái tên thật. Cô là Ji-woo. Jun Ji-woo. Cô sao lại biến thành người của Choi Mu-jin? Choi Mu-jin. Hắn giống như một con quỷ hút máu người. Sau khi cảnh sát trưởng nói xong, ông bật khóc. Và cô cũng choáng váng khi nghe ông nói xong. Tuy nhiên, đúng lúc này Jun Pindo cũng lao tới kịp thời vì nghe thấy tiếng súng. Khi thấy vậy, cảnh sát trưởng đã lấy một chiếc ba lô và đưa cho cô và bảo cô rời đi. Và nói với cô ấy rằng nó chứa mọi thứ cô ấy muốn biết. Tuy nhiên, đúng lúc này Jun Pindo cuối cùng cũng mở được cửa. Lúc này, cô cũng trốn thoát qua cửa sổ. Quay lại xe cô lập tức mở ba lô ra. Lúc đó cô mới biết được sự thật ban đầu của sự việc. Hóa ra bố cô là một đặc vụ ngầm được cảnh sát bố trí vào thế giới ngầm. Trong thời gian này, ông bí mật gửi thông tin cho cảnh sát. Nhưng một lần ngoài mong muốn bố cô đã đi vào con đường bạo lực. Hóa ra năm đó bố cô đã cài thiết bị nghe lén. Vô tình bị Choi Mu-jin phát hiện ra. Nhưng lúc đó ông ta đã coi bố cô là anh em ruột của mình. Sau khi phát hiện, ông ta không thể chấp nhận sự phản bội của người anh em thân thiết.
Vì vậy, ông đã sử dụng khẩu súng lục của cảnh sát với số CZ bị xóa chính tay giết chết bố cô. Lúc này, cô như tỉnh dậy sau một giấc mơ, gục xuống và khóc thảm thiết. Cô không bao giờ ngờ rằng người mà cô luôn tin tưởng nhất lại là kẻ thù đã sát hại cha cô. Nghĩ về đã nhiều năm như vậy, cô vẫn chiến đấu vì sự sống và cái chết của kẻ thù đã sát hại cha mình. Sau khi bình phục, cô đã quay lại xe. Cô cầm bật lửa và xóa hình xăm trên ngực. So với nỗi đau thể xác, thì việc bị lừa dối còn đau gấp vạn lần. Điều này cũng có nghĩa là từ giờ cô không còn liên quan gì đến tổ chức nữa. Cảnh sát trưởng tại bệnh viện cuối cùng đã được cứu. Khi biết cảnh sát không chết, Jung Tae-ju biết đến lúc không giữ lại Ji-woo được nữa. Vì vậy, anh ta đã thuê một sát thủ mà không nói với Choi Ju-min và quyết định giết chết cô. Cô gái này thật là bạo quá đi. Cô cắt vết thương trên cánh tay để lấy viên đạn ra. Cô dùng dây khâu vết thương và sát trùng bằng cồn. Sau khi lau sạch máu, cô băng bó cánh tay bằng gạc. Sau khi vết thương được băng bó, cô lên kế hoạch tìm cách trả thù ông chủ cũ của mình. Chỉ vì cô phát hiện ra kẻ thù đã giết cha mình hóa ra là Choi Mu-jin. Hắn ta là người đã huấn luyện cô trở thành một sát thủ hàng đầu. Cô cầm con dao găm mà Choi Mu-jin từng đưa cho cô. Cô cầm theo hài cốt của cha và đi trả thù. Không ngờ vừa ra ngoài, sát thủ đã trùm bao tải lên đầu và nhanh chóng kéo cô về một chiếc phòng. Sau khi đóng cửa lại, bọn chúng ấn đầu cô thẳng vào bồn tắm. Cô muốn biết ai là người muốn giết cô. Ji-woo liều mạng chống cự thoát ra khỏi bao tải. Ba người đàn ông khỏe mạnh tấn công cô bằng con dao màu xám. Bên kia, Jung Tae-ju nhặt chiếc điện thoại di động mà cô đánh rơi. Hóa ra ba tên sát thủ vừa rồi chính là những kẻ hắn ta cử đến để giết cô. Bởi vì hắn ta biết rằng ông chủ không nỡ giết Ji-woo nên hắn đã tự mình ra tay. Hắn đem người đến giết cô. Nhưng có vẻ như hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của cô. Sau một vài vòng đấu, họ căn bản không phải là đối thủ của cô. Sau khi giết tên cuối cùng xong, cô lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm. Tuy nhiên, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân. Người đến đây không ai khác chính là Jung Tae-ju. Người giết ba tôi chính là ngươi sao? Tôi thực sự muốn giết ông ta. Cô chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật sự của Choi Min-ju. Ông ta nhất định sẽ giết chết kẻ nào dám phản bội. Bởi vì ông ta muốn nhìn thấy khoảnh khắc kẻ phản bội chết. Biểu cảm của bố cô lúc chết như thế nào? Biểu cảm của cô trước lúc chết sẽ như thế nào đây? Lời nói của Jung Tae-ju đã hoàn toàn khơi dậy cơn tức giận bên trong của cô. Sau đó hai người đã có một trận chiến sinh tử. Sau một hồi đánh nhau, cuối cùng hắn ta đã bị cô đâm chết. Ở phía bên kia, Choi Mu-jin đang lẩn trốn đột nhiên xuất hiện ở đồn cảnh sát. Nhưng ông ta không đến để đầu hàng mà để chứng minh mình vô tội. Rất nhanh Ji-woo cũng quay về đồn cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Choi Mu-jin liên tục thăm dò cô. Ông ta nói rằng không giết Do Gang-jae cũng không sai người đột nhập vào nhà giết cảnh sát. Nhưng cô nói rằng cảnh sát có vũ khí giết người mà anh ta dùng để giết Do Gang-jae. Và dấu vân tay của anh ta có trên hung khí giết người. Anh cũng không cần phải nhận tội. Lệnh bắt giữ một giờ sau sẽ có. Anh không còn cơ hội để thoát tội đâu. Sau đó cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Ngay sau đó, cô đến phòng lưu trữ và lấy đi bằng chứng chứng minh vụ giết người của Choi Mu-jin. Ngay sau đó, cô gọi cho ông ta và nói rằng cô đã tiêu hủy bằng chứng. Khi dân Pindo phát hiện ra cô là nội gián thì đã quá muộn. Lúc này, cô đã xuống cầu thang và rời thị trấn trên chiếc xe máy của cô. Bên này Choi Mu-jin vì không đủ bằng chứng chứng minh ông ta phạm tội nên đã được thả. Nhưng khi quay trở lại tổ chức, ông nhìn thấy con dao găm trên người Jung Tae-ju. Đến lúc đó anh mới hiểu ra rằng lý do duy nhất để anh ra ngoài là gì. Hóa ra cô ấy để tôi ra ngoài là muốn giết chết tôi. Bố nhìn nhé. Xem con kết thúc chuyện này. Người đàn ông cởi quần áo và ôm lấy người phụ nữ mình yêu. Nhưng ngày hôm sau, bạn trai cô bị bắn chết. Người giết hóa ra là Choi Mu-jin, người đã huấn luyện cô. Hóa ra ngày hôm qua cô định đi trả thù cho bố cô. Kết quả Jeon Pin-do kịp thời đến ngăn cản. Sau đó đưa cô về đồn cảnh sát. Khi cảnh sát trưởng tỉnh dậy, việc đầu tiên ông làm là gọi Pin-do đến. Ông đem toàn bộ chuyện của bố cô kể cho anh nghe. Ji-woo vì muốn báo thù nên mới bảo vệ kẻ giết ba mình. Choi Mu-jin đã lừa cô ấy. Nghe vậy, anh nhớ lại lời cô từng nói với anh. Nếu như tôi nói với anh có tin tôi không? Tiền bối, cảm ơn anh. Sau khi biết được sự thật, cuối cùng anh cũng nhận ra rằng cô đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Nhưng khi anh chuẩn bị gặp cô thì nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát thông báo rằng cô đã trốn. Anh biết cô nhất định sẽ đi tìm Choi Mu-jin để báo thù cho cha mình. Thế là anh vội vã xuống bãi đậu xe ngầm. Quả nhiên cô ở đây. Bỏ tôi ra. Jun Ji-woo. Đây là tên của em sao? Em muốn làm gì? Em muốn đi tìm Choi Mu-jin sao? Cảnh sát trưởng đã nói với anh rồi. Em để hắn thoát ra ngoài là vì muốn tự tay giết chết hắn. Biết như vậy thì anh buông ra để tôi đi. Không, anh sẽ không buông em ra đâu. Anh phải ngăn em lại. Để ngăn cản cô, anh đã lấy còng tay anh và tay cô lại cùng nhau. Nhưng không ngờ đúng lúc này đàn em của Choi Mu-jin đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Sau khi đánh nhau một hồi, hai người nhảy lên xe và chạy thoát. Anh đã đem cô đến một ngôi nhà gần biển và cẩn thận xử lý vết thương cho cô. Đừng một mình chịu đau nữa. Anh sẽ luôn bên cạnh em,
bất cứ lúc nào em cũng có thể dựa vào anh. Nhìn người đàn ông ấm áp trước mặt, cô không nhịn được mà tiến tới hôn anh. Sau một đêm, nhìn người đàn ông đang ngủ say trước mặt, tình yêu đã gột rửa hận thù trong cô. Cô đã sẵn sàng buông bỏ hận thù và dùng luật pháp để trừng phạt Choi Mu-jin. Tuy nhiên, trên đường đến đồn cảnh sát, một chiếc xe máy bất ngờ dừng lại ở bên cạnh. Nhìn thấy hai người nắm tay nhau, súng vốn chĩa vào Ji-woo lại hướng về phía Pino. Nhìn thi thể người mình yêu, cô muốn từ bỏ hận thù lại một lần nữa nổi cơn thịnh nộ. Cô cầm khẩu súng trong tay anh, lợi dụng lúc hỗn loạn đi ra khỏi đám đông. Sau đó cô một mình đến căn cứ của băng đảng. Sau khi giết chết đàn em của Choi Mu-jin xong thì cô cuối cùng cũng tìm được anh ta. Nhưng không ngờ đối phương lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô chĩa súng vào Choi Mu-jin, nhưng ông ta lại chế nhạo cô là kẻ hèn nhát giống bố mình. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội để giết hắn, nhưng hắn vẫn không dám làm. Cô nhặt bức ảnh của hắn và bố nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nói với hắn. Cô muốn sống một cuộc sống bình yên, nhưng cái chết của Pindo đã đập tan mong muốn ấy của cô. Cái chết của cha và cái chết của người cô yêu đã khiến cô không còn lựa chọn nào khác. Cô cầm con dao găm trên tay lao về phía Choi Mu-jin, nhưng cô đâu phải là đối thủ của hắn. Chỉ vài cú đánh cô đã bị đánh cho tơi tả, nhưng lửa hận trong lòng đã biến cô thành con người máu lạnh. Cô cứ ngã rồi lại đứng dậy. Sau một trận đánh, cô đã mất khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, ngay khi Choi Mu-jin chuẩn bị giết cô thì cô đã chĩa dao vào chính hắn. Tuy nhiên, trận chiến không kết thúc ở đây. Ngay sau đó, hắn nhặt khẩu súng trên mặt đất chĩa vào cô. Nhưng khi bóp cò, hắn ta phát hiện trong súng không có viên đạn nào.